chị chào Thành Nguyên. Rồi, chào chị. Trời ơi, có cái đầm đỏ đẹp quá trời. Nụ cười tỏa nắng nữa. Rồi, Thành Nguyên chào chị. Dạ. Dạ. Đi đâu mà xách cái túi giống như bà chủ hội vậy chị? Rồi, trước tiên mình gửi lời chào đến cho quý khán giả vài điều hết chị hát. Trước tiên cho chị gửi lời chào đến gia đình Thành Nguyên và hết tất cả bà con cộng đồng mạng được như sức khỏe, an vui và hạnh phúc. Cảm ơn chị rất nhiều. Yeah. Hồi hộp không chị? Chị hồi hộp em. Hơi hơi thôi đúng không? Yeah. Rồi bây giờ chị giới thiệu về bản thân là họ tên tuổi cũng như là công việc nào. Dạ, chị xin giới thiệu là chị tên là Nguyễn Thiền. Sinh năm 1979, quê gốc chị ở Càng Long, Trà Vinh. Nhưng hiện tại chị đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Chị Nguyễn Thị Thuyền. Đúng rồi. Thuyền là cái chiếc thuyền đó hả? Dạ đúng rồi. Sinh 1979. Dạ. Năm nay là 44. Đúng rồi. 44. Mà quê là ở Càng Long, Trà Vinh. Trà Vinh ha. Dạ. Lúc nãy chị giới thiệu một lần cái dài quá thành ra Thành Nguyên nhớ không kịp. Dạ. Dạ, Trà Vinh mà lại làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ đúng rồi. Mấy hơi lâu nay thì Thành Nguyên có ra ngoài là Thành Nguyên phỏng vấn, thành ra là nhà cửa người ta làm cũng hơi ồn lắm. Cho nên là có sự bất tiện nào đó, cũng rất là mong chị và mọi người hoan hỉ ha chị ha. Dạ. Dạ. Rồi ngày hôm nay là chị đến từ thành phố Hồ Chí Minh hay là... Chị đến từ thành phố Hồ Chí Minh, chị xuống đây. Là từ chỗ làm đó ha. Ừ, đúng rồi em. Hôm nay chị đi mình hay là có ai đồng hành cùng không? Dạ, chị đi mình. Đi mình hả? Ừ. Rồi, với sự nghiêm túc của mình, với chặng đường khá xa, Thành Nguyên cũng chúc cho chị thật là nhiều may mắn nhé. Chị cảm ơn em. Rồi, bây giờ muốn Thành Nguyên hỏi nhiều hay là hỏi ít thôi? Em hỏi chị ít thôi. Hỏi ít thôi hả? Ừ. Nhưng mà hỏi những ý chính nha. Nhiều những ý chính đi. Trước khi đi vào đây, chị có gặp riêng Thành Nguyên, chị bảo em hỏi chị ít ít thôi. Rồi. Tình cảm hôn nhân của chị Thuyền là như nào? Chị lập gia đình hết một lần, nhưng mà không hợp thì chị chia tay. Chị chia tay là năm 2016, cách đây là 7 năm. 7 năm rồi. Nhà chị có đông con không? Chị lập gia đình nhưng mà chị chưa có con. Vậy đó hả? Ừ. Ở với nhau 7 năm mà không có con? Không, chị chia tay được 7 năm, nhưng mà chị lập gia đình rồi coi như có mấy tháng rồi. Rồi, không phù hợp thì chị chia tay. Có nghĩa là chia tay 7 năm nhưng mà ở với nhau có mấy tháng? Đúng rồi. Kết hôn coi như là đám cưới xong là mấy tháng thì chị chia tay, không phù hợp. Chị thế rồi trước đó tay. Tìm hiểu nhau có lâu không? Thời đó là làm mai chứ không có tìm hiểu. Vậy đó hả? Tại vì làm mai mà không có tìm hiểu luôn hả? Làm mai không có tìm hiểu tại vì chị biết gia đình đó. Đó. Nhưng mà bây giờ em cũng làm mai cho chị này. Thì bây giờ tìm hiểu. Bây giờ mình tìm hiểu. Bây giờ em tìm mai thì chị làm hiểu. Bây giờ trên kênh của Thành Nguyên á, là Thành Nguyên để cho mọi người tìm hiểu thật kỹ, rồi lúc đó mình mới đến, chứ không phải là ngày một ngày hai là đến đâu nha. Đúng rồi em. Đó, Thành Nguyên nói trước là cái mai này là mai công nghệ, nó hoàn toàn khác với. Đúng rồi. Dạ. Rồi, ok. Như vậy là chưa có con. Chị chưa có con. Khi mà chị đến đây thì có ai đồng hành cùng với chị không? Chị điên mình thôi. Nhưng mà người thân thấy chị sống một mình hoài, cứ là ủng hộ hết. Cứ hỏi chị hoài. Vậy đó hả? Cho nên chị thấy kênh của Thành Nguyên chị xem cũng 2 năm mấy rồi. Cho nên hôm nay chị cố gắng về đi. Tính ra cũng lâu rồi chứ. Đúng rồi. Mà khoảng thời gian lâu như vậy rồi, có chấm anh nào trên kênh không? Hay là hôm nay bày tỏ bản thân chị? Chị bày tỏ bản thân đi. Bày tỏ bản thân hả? Ok, rồi cái mảnh ghép mà mình mong muốn thì như thế nào chị chia sẻ cho em nghe nào? Chị cần tìm một người hiền lành chất phác. Hiền lành chất phác. Vì độ tuổi thì lớn hơn chị 1 tuổi, rồi cao hơn chị khoảng 10 tuổi tới xuống. Đó, vì có công việc ổn định. Cuộc sống ổn định là vậy thôi. Còn đẹp xấu thì không quan trọng đối với chị. Quan trọng là cái tấm lòng. Quan trọng là tấm lòng thôi. Khi mà giàu nghèo xấu đẹp. Xấu đẹp không quan trọng, nhưng mà cuộc sống ổn định. Giàu nghèo cũng không quan trọng, nhưng mà phải có cuộc sống ổn định. Đúng rồi, cuộc sống ổn định. Có công việc làm ổn định. Vâng, đó là cái nhu cầu thiết yếu mà theo Thành Nguyên nghĩ rằng là ai cũng mong muốn cái điều đó. Bởi vì
khi mình kết nối với nhau mà về làm gánh nặng với nhau nữa thì thật sự cũng mệt mỏi. Thấy nó mệt mỏi. Dạ, mệt mỏi lắm. Dạ. À, lúc này Thành Nguyên chưa có hỏi là chị Thuyền ở Sài Gòn chị làm công việc gì? Công việc của chị ấy, chị là thợ may bình thường thôi. À, mình may ha. Ừ. À, rồi và cái đầm mà chị đang mặc đó là chị tự thiết kế từ may luôn hả? À, nhìn là biết rồi. Kéo tay, nói chung là các chị mà làm nghề may vá đó thì thật sự là rất kéo tay luôn. Dạ, mà lại kỹ tính nữa. Kỹ tính. Thật sự ai mà không có kỹ làm may cũng được. Dạ, bởi vì mà không kỹ may cho người ta mà người ta cứ bắt sửa đi sửa lại hoài chắc chết. Dạ. Rồi ok chị, thì Thành Nguyên cứ ghi nhận cái tâm tư của chị như vậy đi. Để về tính cách của các anh thì chị mong muốn thì nhiều hơn không? Thì hiền lành chân thật, chị không thích nói dối đâu. Không thích nói dối? Ừ, chị không thích nói dối. Bản thân chị cũng không thích nói dối. Dạ. Yeah. Rồi mà... các anh mà dính vào những cái bộ môn như cờ bạc cá đồ này cái nọ thì thôi, chị sợ cái tính chị đó. Sợ. Thôi, thà là chị sống một mình chứ vướng vào những cảnh đó thôi, không sống được. Dạ. Yeah. À, coi như là cái vướng vào thứ nhất là vũ phu. Thứ hai là bài bạc cái gú, là đề đớm là chị không thích đâu. Đó. Dạ. Yeah. Mình chia sẻ những điều này ngay từ đầu đi ha chị ha. Ừ. À, ai mà nằm trong cái tiêu chí mà mình đưa ra đó thì mình cứ đến. Còn nếu không thì thôi đừng có làm mất thời gian với nhau. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Yeah. Chứ các anh cứ dính vào những cái đó không rồi sau này giấu rồi về tìm hiểu rồi nó lòi ra tổng đúng rồi, nó lòi ra thời gian lắm. Dạ. Dạ. Có gì mình nói thật với đúng nhau rồi. Từ đầu. Cái sự thật á, tuy là nó phủ vàng cách mấy nhưng mà dễ chấp nhận hơn là lời nói dối ngọt ngào. Dạ. Vâng. Thì ngay từ đầu mà mình nói như vậy rồi thì đối phương mình người ta cũng đã cảm nhận được rồi. Thì đâu có gì phải bàn cãi nữa đâu. Nếu mà chấp nhận được thì mình đến, còn không chấp nhận được thì thôi. Dạ. Dạ, dễ. Nếu không chấp nhận được thì không có duyên. Ừ. Cái điểm mạnh và điểm yếu của chị Thuyền là như nào? Sao em? Điểm mạnh và điểm yếu của chị. Không, chị ổn, chị chưa nghe được. À, hơi ổn đúng không? Ừ. Dạ. À, Thành Nguyên đang hỏi là cái điểm mạnh và điểm yếu của chị là như thế nào? À, điểm mạnh và điểm yếu à. Cái điểm mạnh của chị á, là chị vui vẻ, hòa đồng, ít nói nhưng mà thích lắng nghe. Dạ. Đó. Còn cái điểm yếu của chị á, là sao không biết từ nhỏ tới lớn nha. Chị tuy là ăn mặn nhưng mà chị không dám cắt cổ con gà con vịt đâu. À, chị sợ cái điểm đó lắm. Ừ. Đó. Mà cố gắng tập cắt thử nhưng mà cắt không được. À, vậy đó. Thấy nó chảy máu quá, thấy sợ quá, buông hết. Dạ. Cái thôi. Đó là cái điểm yếu của chị. À, mấy vấn đề đó mình cũng không cần phải tập làm gì. Đúng rồi. Dạ. Bởi vì mình không làm thì cũng có người khác làm giùm cho mình chứ. Đúng rồi. Không nhất thiết hồi mình đó phải làm tới nhiều lớn điều là chị vậy. Ví dụ như chị ăn mặn nhưng mà chị ra chợ chị mua về chị ăn thôi. Ừ. Chị mua về chị chế biến thôi chứ chị không dám làm mấy con đó. Cứ kêu chị cắt cổ chị không dám đâu. Dạ, cho nên dạ. Chị sợ cái thằng đó nghe. Cái dạ. Đó là điểm yếu của chị. Dạ. Nhưng mà trường hợp như sau này các anh về mà lén phén với chị là chị cũng có thể xử được đúng không? Không. Chị không? Mấy con kia không mình không xử được chứ mà các anh thì về. Nếu mà về mà không phù hợp thì chị tình nguyện chị rút lui thôi chứ chị cũng không có làm cái gì mà để cho đối phương tổn thương hết. Dạ, dạ. Rút lui một cách nhẹ nhàng. Vâng. Đấy. Thật sự ra là Thành Nguyên nói như vậy là đó là cái phép thử của Thành Nguyên thôi. Rồi, dạ. Thành Nguyên nó vui mà cái phép thử đấy. Đúng rồi. Dạ. Ok. Trường hợp như các anh sau này mà ở những cái vùng xa xa như ngoài miền Trung hay miền Bắc hay những vùng xa hơn nữa mà muốn bày tỏ đến cho chị thì chị vẫn mở lòng chứ? Nếu như mà nói đúng ra miền nào thì cũng được nhưng mà chị thích miền Tây hơn. Thích miền Nam hay là miền Tây? Thích miền Nam. Khu vực miền Nam. Miền Nam. Đó. Đó. Dạ. Là do mình đi lại cho nó gần hay sao hả chị? Đúng rồi, chị đi lại cho nó gần á. Ừ, ừ. Tại vì thí dụ như ở ngoài Bắc nó xa quá, rồi miền Trung cũng xa quá. Dạ, dạ. Chị thích miền Nam hơn. Dạ. Ừ. Sau ngày hôm nay, cái tâm tư, cái nguyện vọng của chị Thuyền á, thì Thành Nguyên sẽ đăng tải lên. Rồi anh nào đó mà thấy chị dễ thương, dễ mến á, thì lúc đó Thành Nguyên sẽ bắt cái nhịp cầu đến cho chị. Ha chị ha. Chị đó, thì nhưng mà
chỉ có cách là các anh phải đi về gặp Thành Nguyên để mà bổ sung những cái giấy tờ cần thiết, cũng như là mình phải ghi hình phỏng vấn để mà bày tỏ bản thân, để các chị cảm nhận được thôi, chứ mà ở nhà mà xin số thì thật sự là khó quá. Thành Nguyên làm cũng được. Đúng rồi. Đó. Đấy, như các chị đường xa xa xôi như vậy mà các chị đang còn đi đến đây mà các anh ở nhà mà bấm bấm để xin số thì thật sự bất công nhỉ. Vâng. À, với chị Thuyền xem kênh Thành Nguyên thì chị cũng biết rồi, thời gian qua đó thì có rất là nhiều anh cực kỳ dễ thương, nhưng mà đến nay thì cũng có nhiều anh cũng chưa có tìm được cái mảnh ghép nào phù hợp đó. Thì chị xem ai đó thấy phù hợp với mình thì cứ gặp Thành Nguyên, là Thành Nguyên sẽ gửi số qua để mình sẽ trò chuyện nhiều hơn, mình tìm hiểu hay gì ha. Nhưng mà Thành Nguyên dặn kỹ, trễ thì cũng đã trễ rồi, bây giờ trễ thêm chút xíu nữa cũng chẳng sao, mình tìm hiểu thật kỹ. Đúng rồi. Dạ. Và khi kết nối thành công được rồi phải cho Thành Nguyên hay, để cho Thành Nguyên chốt lại, để cho có một số các anh các chị khác mà muốn bày tỏ đến mình đó, thì mình kết nối được mà không báo thì thành ra là vô tình người ta đến đây mà người ta bày tỏ đến mình đó, là cái chặng đường của người ta thật sự rất là uổng. Tội nghiệp người ta. Dạ, tội nghiệp người ta. Đúng rồi. Thành Nguyên có dặn như vậy đó, mà khi muốn kết nối được á, thì mình bắt buộc là phải xin số. Đúng chứ rồi. Mà ngại ngại mà nói không xin số mà chờ cho người ta kết nối với mình á, thật sự là cái cơ hội nó mỏng manh lắm á. Yeah. Thương ai là mình phải mạnh dạn lên, hả chị ha? Xin người này không được, xin người khác, xin lúc nào mà tìm được chồng rồi thôi. Đấy. Không biết là có những cái tâm tư, cái nguyện vọng gì đó Thành Nguyên chưa hỏi mà chị Thuyền muốn chia sẻ nhiều hơn nữa, chị chia sẻ cho Thành Nguyên nào. Tính chị là hơi ít nói. Nhưng giờ chị có biết chia sẻ nhiều hơn nữa. Thì chị trước khi kết thúc chương trình thì chị rất là cảm ơn vợ chồng Thành Nguyên đã tạo ra một cái mảnh ghép, coi như là để cho những cái người mà bị đổ vỡ được đến với nhau. Thì cái đó là một chương trình rất là hay và ý nghĩa, thiết thực nữa. Đó, cho nên là chị cảm ơn Thành Nguyên rất nhiều. Dạ, cảm ơn chị rất nhiều. Vâng, thì Thành Nguyên cũng chỉ hỏi những ý chính thôi. Theo như cái mong muốn của chị, trước khi lên đây chị bảo Thành Nguyên là em nói hỏi chị ít ít thôi. Chị rung, chị hồi hộp quá à. Nhưng mà bây giờ hết hồi hộp chưa? Còn. Vẫn còn hả? Ừ. Ôi giời, thế bây giờ ca chị tặng em bài đi, hết liền. Chị không biết hát đâu. Không biết hát à? Rồi, ok. Thành Nguyên cũng chúc cho chị Nguyễn Thị Thuyền thật là nhiều may mắn, thành công, cũng như là sớm ý trung nhân mình hồi đáp lại sớm với chị ha. Rồi, chị cảm ơn em nhiều nha. Rồi, Thành Nguyên cũng chúc cho chị trên đường về và sự bình an ha chị ha. Chào chị. Chào chị, chào em.